Kính thưa quý vị, 850 nhà dân nứt lún vì động đất ở sông Tranh 2. Hàng chục trận động đất lớn nhỏ ở thủy điện sông Tranh 2 gây nứt tường, lún nền hơn 850 nhà dân ở huyện Bắc Trà My. Hàng trăm hộ dân đổ xô vào rừng dựng lều, nhà sàn phòng tránh nguy hiểm. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My, Quảng Ngãi cho biết, trận động đất 4.6 độ Richter tối ngày 22 tháng 10 đã khiến gần 250 nhà dân trên địa bàn bị nứt tường, lún nền. Chưa đầy 2 tháng, toàn huyện đã có hơn 850 nhà dân ở các xã Trà Tân, Trà Đốc, Trà Bui và thị trấn Trà My bị hư hỏng nặng do động đất dồn dập. Nhiều trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế cũng bị nứt. Ông Tuấn cho biết, người dân lần lượt rời các khu tái định cư vào sâu trong khu vực rừng phòng hộ để dựng nhà để ở. Thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Trà Bui cho thấy, động đất liên tiếp khiến gần 300 ngôi nhà ở các khu tái định cư hư hỏng nặng. Người dân không còn dám ở nhà xây mà đổ xô đi tìm nơi đồi cao hoặc vào sâu trong rừng phòng hộ dựng nhà mới. Ông Hồ Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Bui phân bua rằng, biết người dân phá rừng làm nhà là sai nhưng chính quyền không thể can ngăn được. Họ không còn cách nào khác để bảo toàn tính mạng cho gia đình trước mối nguy hiểm của động đất. Dù mới đưa vào hoạt động hôm 19 tháng 10, nhưng trạm quan trắc động đất đầu tiên ở khu vực thủy điện sông Tranh 2 đã ghi nhận hơn được 20 trận động đất. Trong đó, trận lớn nhất là 4.6 độ Richter xảy ra đêm 22 tháng 10, còn lại đều nhỏ hơn 2 độ Richter.